Chương 26. Bây giờ vua Agrippa biểu Phaolô rằng: "Ngươi được phép nói để chữa mình." Phaolô bèn giơ tay ra chữa cho mình như vậy. "Tâu vua Agrippa, tôi lấy làm may mà hôm nay được gỡ mình. Tôi trước mặt vua về mọi điều người Giuđa kiện tôi, nhất là vua đã rõ mọi thói tục người Giuđa và cũng biết sự cãi lẫy của họ. Vậy xin vua hãy nhịn nhục mà nghe tôi. Cách ăn nết ở của tôi từ lúc tuổi trẻ, nơi giữa bổn quốc tôi và tại thành Jerusalem, thì mọi người Giuđa đều biết cả. Ví bằng họ muốn làm chứng về việc này, thì biết từ lâu ngày rồi, tôi là người Pharisee, theo phe đó, rất là nghiêm hơn trong đạo chúng tôi. Hiện nay tôi bị đoán xét vì trông cậy lời Đức Chúa Trời đã hứa cùng tổ phụ tôi. Lại 12 chi phái chúng tôi, ấy lòng sốt sắng thờ phượng Đức Chúa Trời cả đêm và ngày mà trông đợi lời hứa ấy được trọn. Muôn tâu, thật là vì sự trông cậy đó mà tôi bị người Giuđa kiện cáo. Ủa nào, các ông há lại ngờ chẳng có thể tin được rằng Đức Chúa Trời khiến những kẻ chết sống lại sao? Thật, chính mình tôi đã tin rằng nên dùng đủ mọi cách thế mà chống lại danh Giê-xu ở Nazareth. Thật tôi đã làm sự này tại thành Jerusalem, sau khi đã chịu quyền của các thầy tế lễ cả, thì tôi bỏ tù nhiều người thánh, và lúc họ giết các người đó, tôi cũng đồng một ý. Vả lại, tôi thường trải đi từ nhà hội này đến nhà hội kia, hà hiếp họ, để bắt họ phải nói phạm thượng. Tôi lại nổi giận, quá bội bắt bớ họ cho đến các thành ngoại quốc. Ấy vậy, tôi lên thành Đa Mách, có trọn quyền và phép bởi các thầy tế lễ cả, đương đi dọc đường. Muôn tâu, giữa lúc giữa trưa, tôi thấy có ánh sáng từ trên trời giáng xuống, chói lói hơn mặt trời, sáng lòi chung quanh tôi và kẻ cùng đi. Chúng tôi thay thảy đều té xuống đất, và tôi nghe tiếng phán cùng tôi bằng tiếng Hebrew rằng: "Hỡi Sao-lơ, Sao-lơ, sao ngươi bắt bớ ta? Ngươi đá đến ghim nhọn, thì là khó chịu cho ngươi vậy." Tôi thưa: "Lạy Chúa là ai?" Chúa đáp rằng: "Ta là Giê-xu mà ngươi đương bắt bớ. Xong hãy chờ dậy và đứng lên, vì ta hiện ra cho ngươi để lập ngươi làm chức việc và làm chứng về những việc ngươi đã thấy, cùng những việc ta sẽ hiện đến mách cho ngươi. Ta sẽ bảo hộ ngươi khỏi dân này và dân ngoại là nơi ta sai ngươi đến, đặng mở mắt họ, hầu cho họ từ tối tăm mà qua sáng láng, từ quyền lực của quỷ Sa-tan mà đến Đức Chúa Trời, vả cho họ bởi đức tin nơi ta được sự tha tội cùng phần gia tài với các thánh đồ." Tâu vua Agrippa, từ đó tôi chẳng hề dám chống cự với sự hiện thấy trên trời, nhưng đầu hết tôi khuyên dỗ người thành Đa Mách, kế đến người thành Jerusalem và cả xứ Giu-đê, rồi đến các dân ngoại rằng phải ăn năn và trở lại cùng Đức Chúa Trời, làm công việc xứng đáng với sự ăn năn. Kìa, vì thế nên người Giuđa đã bắt tôi trong đền thờ và toan giết tôi. Song nhờ ơn Đức Chúa Trời bảo hộ, tôi còn sống đến ngày nay, làm chứng cho các kẻ lớn, nhỏ. Không nói chi khác hơn là điều các đấng tiên tri và Môi-se đã nói sẽ đến, tức là đấng Christ phải chịu thương khó, và bởi sự sống lại trước nhất từ trong kẻ chết, phải rao truyền ánh sáng ra cho dân sự và người ngoại. Người đang nói như vậy để binh vực mình, thì Phê-tư nói lớn lên rằng: "Hỡi Phao-lô, ngươi lãng trí rồi, ngươi học biết nhiều quá, đến nỗi ra điên cuồng." Phao-lô lại nói: "Bẩm quan lớn Phê-tư, tôi chẳng phải lãng trí đâu, tôi nói đó là những lời thật và phải lẽ. Vua biết rõ các sự này, lại tôi bền lòng tâu, vì tin rằng chẳng có điều nào vua không biết, vì mọi việc đó chẳng làm ra cách trùng cùng đâu. Tâu vua Agrippa, vua có tin các đấng tiên tri chăng? Tôi biết thật vua tin đó." Vua Agrippa phán cùng Phao-lô rằng: "Thiếu chút nữa ngươi khuyên ta trở nên tín đồ đấng Christ." Phao-lô tâu: "Cầu xin Đức Chúa Trời, chẳng kiếp thì chày, không những một mình vua, nhưng hết thảy mọi người nghe tôi hôm nay đều trở nên như tôi, chỉ trừ bỏ xiềng này thôi." Vua bèn đứng dậy, quan tổng đốc và bà Berenice cùng những người đồng ngồi đó cũng vậy. Khi lui ra rồi, các người nói cùng nhau rằng: "Trong cách ăn ở người này, thật chẳng có chi đáng chết hoặc đáng bỏ tù cả.
Vua Agrippa nói với Phêrô rằng nếu người này chưa kêu nài đến Caesar, có thể tha được